Hello mọi người, rất vui được gặp mọi người vào ngày hôm nay. Hôm nay em đại diện cho công ty Honda Hiếu Thành Phát sẽ review cho mọi người về hai em xe đang rất là hot trên thị trường. Hai em xe này thì được rất nhiều anh em săn đón. Đó là xe Sonic và Satria. Thì đầu tiên cho em giới thiệu địa chỉ cửa hàng trước, đó là khu phố Phú Nghị, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Và số điện thoại liên hệ với em là 032 774 3797 mọi người nha. Số điện thoại của em là số điện thoại Zalo chính chủ. Nếu mọi người có thể tham khảo thêm về phần giá xe, màu xe thì inbox trực tiếp cho em nha mọi người. Và để không để mọi người chờ lâu nữa thì em sẽ vô phần review luôn ha. Đầu tiên là em Satria. Đây là Satria tư nhân. Bên em thì có cả tư nhân và chính hãng luôn. Thì ngoài những màu rin ra thì bên em có rất nhiều màu độ luôn. Màu rin thì nó thường sẽ không có những cái màu vàng, màu xanh, màu tím gì hết, mà nó chỉ có giống như là màu đen, màu trắng và màu đỏ thôi mọi người. Thì bên em lên màu 3D này thì giá nó cũng mềm thôi. Giá Satria bây giờ hiện tại là khoảng 56.500.000, chưa bao gồm phí ra biển số mọi người nha. Thì em xe Satria này sử dụng động cơ là DOHC 4 van và 6 cốc mọi người nha. Dung tích bình xăng của nó là 4 lít. Và khối lượng của xe Satria này thì khoảng là 109 kg mọi người. Mọi người có thể xem kỹ hơn về em xe này. Bên em thì lên một số đồ chơi giống như là ba ga, két nước, định vị cho mọi người sẵn luôn ha. Bên đây thì bên em lên mâm của nó có hai màu, màu đen và màu đỏ. Thì mọi người có thể lựa chọn theo sở thích của mình. Bên em có hỗ trợ đổi mâm sơn cho mọi người luôn. Thì những cái màu sơn này bên em sẽ bảo hành cho mọi người trong vòng 1 năm về màu sơn. Nếu mà có chày hoặc là bong chóc sơn trong quá trình mọi người đi thì có thể xử lý luôn, đem qua cửa hàng em để sơn lại mọi người nha. Còn máy móc thì bên em bảo hành 2 năm tại cửa hàng. Còn riêng em xe Satria mà chính hãng á, thì được bảo hành trên toàn quốc mọi người nha. Qua đây thì sẽ có em xe Sonic. Em xe Sonic này thì cũng sở hữu động cơ là DOHC 4 van và 6 cốc. Nhưng mà khối lượng của nó thì lại cao hơn của em Satria khoảng tầm 5 kg mọi người. Thì là khoảng 119 kg. Thì theo vẻ bề ngoài thì yên xe của em Sonic thì có vẻ thấp hơn 3 mm so với Satria nha mọi người. Thì em xe này là em xe màu 3D luôn mọi người nha. Màu 3D thì bên em có rất nhiều màu, khoảng chừng mấy chục màu và hơn 100 màu mọi người. Mọi người có thể đến cửa hàng để tham khảo thêm, hoặc là inbox qua Zalo cho em để em gửi màu và gửi giá. Thì giá xe Sonic bây giờ dao động khoảng 55,5 triệu cho tới 56,5 triệu. Chưa bao gồm phí ra biển số giấy tờ mọi người nha. Thì trả góp thì chỉ cần trả trước cho em khoảng 9 đến 10 triệu là được rồi. Hồ sơ trả góp thì chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân là mọi người có thể lấy xe về trong vòng 15 phút mọi người nha. Nếu có thêm sổ hộ khẩu nè, bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế của công ty thì bên em sẽ hỗ trợ phần lãi suất cho mọi người nữa. Số điện thoại liên hệ với em là 032 774 3797. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Chào tạm biệt mọi người.